Một dinh thự thật đẹp. Không biết ai là chủ nhân nơi này nhỉ? Dường như có hai cô gái đang cùng nắm tay nhau chạy ra khỏi dinh thự. Điều gì khiến họ phải hoảng sợ như vậy? Chúng ta cùng quay lại khởi đầu câu chuyện để tìm hiểu nguyên nhân nhé. Ngày xưa, trong một vương quốc nọ, có hai cô công chúa sinh đôi. Công chúa chị tên là Doris, còn cô em tên là Gemma. Vào ngày ra đời của hai cô công chúa, một mẹ tiên đỡ đầu đến chúc phúc cho hai đứa trẻ. Ta chúc cho hai cô công chúa lớn lên xinh đẹp, và ta sẽ cho hai con khả năng đặc biệt. Mỗi lần nước mắt của hai con rơi xuống, thì chúng sẽ hóa thành những viên kim cương lấp lánh. Hai cô gái lớn lên trong sự yêu thương của đức vua và hoàng hậu. Cả hai càng ngày càng trở nên xinh đẹp. Tuy nhiên, tính cách hai công chúa lại trái ngược nhau. Doris thì kiêu kỳ, luôn cáo gắt với người làm. Còn người em thì thân thiện, hay giúp đỡ mọi người xung quanh. Ngươi đúng thật là đồ vô dụng. Đây là bộ váy ta thích nhất. Ta sẽ trừng phạt ngươi thật nặng. Xin công chúa thứ tội cho thần ạ. Xin chị hãy bớt giận. Cô ấy chỉ là vô tình thôi. Hay chị cứ về phòng thay quần áo trước để chuẩn bị cho bữa tiệc cùng cha tối nay. Em sẽ hái những bông hoa đẹp nhất đem đến phòng cho chị nha. Xem như hôm nay ngươi gặp may mắn. Ngươi có sao không? Thần xin cảm ơn công chúa. Thần không sao ạ. Nhận thấy hai cô con gái cũng đã trưởng thành, nhà vua có ý định cưới chồng cho hai nàng. Và vì đức vua rất yêu thương hai cô công chúa, nên đã cho phép hai công chúa tự chọn chồng cho mình. Hai con cũng đã sắp đủ 18 tuổi rồi, đến tuổi phải gả chồng. Ta cho phép hai con tự lựa chọn chồng cho mình. Vào sinh nhật lần tới, hai con hãy dẫn người mà các con vừa lòng đến ra mắt ta đi. Và rồi ngày sinh nhật của hai cô công chúa cũng đến. Nhà vua tổ chức một bữa tiệc linh đình cho hai nàng. Hai cô công chúa dắt người mình muốn cưới làm chồng đến diện kiến vua cha. Đức vua nhìn chàng trai ăn mặc sang trọng bên cạnh Doris. Gia đình nhà ngươi làm nghề gì? Đến lượt chàng trai mà công chúa Gemma chọn. Còn ngươi làm nghề gì? Thưa đức vua, thần làm nghề chăn cừu ạ. Hả? Gemma, con là một công chúa cao quý mà, làm sao có thể chọn một người chăn cừu làm chồng? Cuộc sống của con sau này sẽ rất cực khổ. Thưa đức vua, tuy thần chỉ là một người chăn cừu, nhưng thần xin lấy tính mạng của mình ra để đảm bảo rằng sẽ khiến công chúa được hạnh phúc. Mong đức vua hãy tin tưởng giao công chúa cho thần chăm sóc ạ. Thưa vua cha, con không sợ khổ. Chúng con yêu thương nhau thật lòng. Người đã cho phép con tự lựa chọn chồng thì xin người hãy giữ lời và tác thành cho chúng con đi ạ. Mặc dù rất không vừa lòng với chàng trai Gemma chọn, nhưng vì lỡ đã hứa nên ông đành phải giữ lời. Thôi được, ta chúc phúc cho các con. Mẹ mong hai con sẽ có được hạnh phúc của riêng mình. Ta giao hai đứa con gái quý giá của ta cho hai con. Hãy thay ta chăm sóc chúng thật tốt. Tiệc cưới của hai đàn công chúa diễn ra trong cùng một ngày linh đình và long trọng. Ngày hôm sau, hai công chúa được chồng đón về nhà bằng xe ngựa. Một năm sau, đức vua tò mò không biết cuộc sống của hai người con gái sau khi lấy chồng như thế nào. Không biết cuộc sống của hai con gái chúng ta giờ sao rồi? Ta cũng đang lo lắng muốn biết cuộc sống của chúng có tốt hay không. Hay là để ta thử đến thăm chúng nó một chuyến xem sao. Sức khỏe của nàng không được tốt, để ta một mình đi được rồi. Người đi cẩn thận nhé. Đầu tiên, đức vua đến thăm nhà Doris. Xe ngựa nhà vua dừng lại trước một căn nhà vô cùng xa hoa lộng lẫy. Đức vua được vợ chồng Doris thết đãi long trọng trong dinh thự xa hoa. Dường như gia đình chồng Doris có vẻ còn giàu có hơn trước kia. Vua cha đến mà không báo trước, vợ chồng chúng con không kịp chuẩn bị kỹ lưỡng để tiếp đón, mong cha bỏ qua. Không sao, như thế là đã tốt lắm rồi. Thấy cuộc sống công chúa Doris sung túc, đức vua hài lòng rời đi. Đức vua lên đường đi đến nhà công chúa Gemma. Gemma có thể không sung túc như chị nó, nhưng có lẽ cũng sẽ không phải vất vả. Hai vợ chồng nó chắc đã bán nước mắt kim cương để trang trải cuộc sống. Thế nhưng với mong đợi của nhà vua, người lại chứng kiến cảnh con gái của mình phải sống trong một ngôi nhà thấp bé, làm việc nhà vất vả. Không khỏi tức giận, đức vua tiến lại hỏi lý do. Con chào cha. Cha ghé thăm mà sao không cho người báo trước cho vợ chồng con?
Nếu như ta báo trước thì làm sao có thể thấy được cảnh còn phải sống vất vả như vậy chứ. Đúng lúc này, chồng của Gemba cũng vừa chăn cừu trở về. Thấy vua cha có vẻ giận dữ, chàng vội chạy đến chào hỏi. Chồng Gemba đi đến đứng bên cạnh Gemba. Thưa cha, người vừa đến chơi ạ? Mời cha vào trong nhà, chúng con làm ít rượu thịt mời cha lót dạ. Thôi không cần, ta hỏi ngươi, ta giao con gái cho ngươi, ngươi lại để nó vất vả như thế kia. Chẳng phải chỉ cần vài giọt nước mắt của con gái ta cũng đủ để hai đứa có cuộc sống khá giả hơn sao? Thưa cha, đúng chỉ là cần công chúa khóc, chúng con sẽ có cuộc sống tốt hơn. Thế nhưng điều con mong muốn là công chúa cảm thấy hạnh phúc khi ở bên cạnh con không đỡ để nàng phải rơi lệ. Đúng vậy thưa cha, cho cuộc sống này là con tình nguyện, và con cũng cảm thấy rất hạnh phúc với nó. Được thôi, thế thì tùy con, ta không quản nữa. Tuy hai vợ chồng Gemba nghèo khó, nhưng họ vẫn rất mực yêu thương nhau. Hàng ngày, người chồng đi chăn cừu từ sáng sớm, còn Gemba ở nhà dệt ra những tấm vải mềm mại từ lông cừu. Sau đó, nàng đem những tấm vải ấy ra chợ bán. Nhờ khéo tay, những tấm vải của nàng được dệt rất tinh xảo, cộng thêm tính tình lương thiện được mọi người quý mến, nên những tấm vải nàng chưa kịp đem ra đến chợ đã bán hết sạch. Chẳng mấy chốc, cuộc sống hai vợ chồng trở nên khá giả. Họ xây được một ngôi nhà lớn hơn và mua thêm nhiều gia súc để chăn nuôi. Cuộc sống của họ lúc nào cũng đầy tiếng cười. Thế nhưng lạ thay, một năm trở lại đây, thỉnh thoảng mắt của Gemba lại cảm thấy rất đau một cách khó hiểu. Gemba, mắt của nàng lại bị đau hay sao? Thôi cũng đã muộn rồi, nàng hãy nghỉ ngơi đi, ta sẽ dọn dẹp nốt chỗ kia. Tuy hai vợ chồng đã đi khám ở nhiều nơi, nhưng chẳng một ai biết được nguyên nhân. Thế nào rồi ạ? Mắt của vợ tôi bị làm sao vậy? Đến một hôm, nhà vua tổ chức yến tiệc cho mời hai cô công chúa cùng chồng của mình vào cung. Vài hôm nữa, vua cha mở yến tiệc mời chúng ta cùng tham dự. Thế chúng ta hãy nhanh chóng đi, chuẩn bị chút quà để đem theo. Thiếp sẽ dệt những tấm áo thật ấm để tặng cho người. Ngày dạ hội cũng đến, mọi người tấp nập đến hoàng cung để dự tiệc. Người chồng của Dorit dâng lên vua rất nhiều những hòm châu báu ngọc ngà. Thưa đức vua và hoàng hậu, đây chính là chút tấm lòng của vợ chồng chúng con, mong hai người không chê cười. Ta rất cảm ơn về món quà của con. Thế Dorit đâu? Tại sao nó không đến cùng với con hả? Thưa cha, vợ con hôm nay chẳng may bị ốm, nên hôm nay không thể đến được. Đợi khi nàng khỏi bệnh, con sẽ lập tức đưa nàng vào cung để thăm hỏi hai người. Thưa vua cha, đây là những tấm áo dệt từ lông của những con cừu mà chính tay vợ chồng chúng con chăm sóc. Con mong nó sẽ giúp đức vua và hoàng hậu giữ ấm vào mùa đông sắp đến ạ. Cung điện của ta thiếu gì vải dốc lụa là ấm áp. Thôi được rồi, bắt đầu. Cứ để nó qua bên kia đi. Vua cha ngồi ở giữa hai chàng trẻ, nhưng chỉ tỏ ra vui vẻ trò chuyện với chồng Dorit, mặc kệ chồng của Gemba ngồi bên cạnh. Bất chợt nàng Gemba thấy có gì đó lấp lánh trong mâm châu báu của chồng Dorit đem tới. Nó thu hút ánh nhìn của nàng. Nàng nhận ra trong những báu vật ấy có rất nhiều viên kim cương giống như nước mắt của nàng và chị. Thêm chuyện mắt vô cớ bị đau, nàng linh cảm có chuyện không lành. Nàng liền tìm chồng để nói cho chàng biết về những nghi ngờ của mình. Chồng Gemba đứng dậy, cúi đầu xin phép vua cha, rồi theo chân Gemba ra ngoài. Em cảm thấy viên ngọc này rất có thể là nước mắt của chị Dorit. Lại thêm việc mắt của em đau không rõ nguyên nhân, em đoán có thể chị Dorit đã xảy ra chuyện không hay đó. Nếu nàng đã cảm thấy không an tâm, chi bằng hai ta hãy đến thăm chị một chuyến đi. Vâng. Hai vợ chồng đi đến nhà Dorit để thăm chị, thế nhưng họ lại không được cho vào trong. Xin lỗi công chúa, không có lệnh của chủ nhân, chúng tôi không thể cho hai người vào được. Ta muốn vào thăm chị của ta cũng không được hay sao chứ? Người tránh ra. Trừ phi có lệnh của chủ nhân, ngoài ra chúng tôi không thể làm gì trước khác. Trước sự cản ngăn của quân lính, không còn cách nào khác, họ đành phải rời đi. Sự nghi ngờ càng ngày càng tăng cao. Thế là họ nghĩ ra một kế hoạch. Em thấy nhất định là hắn đang có điều gì giấu chúng ta. Bây giờ phải làm thế nào để vào trong đi? Ta cũng cảm thấy như nàng. Ta đã có một kế hoạch rồi. Chồng Gemba tìm cách trèo tường đột nhập vào bên trong, nhưng vừa tiếp đất thì bị lính phát hiện. Có kẻ đột nhập. Hai tên lính gác ở cổng nghe thấy tiếng hô quán cũng chạy vào trong bắt kẻ đột nhập. Mau bắt hắn lại. Bên ngoài cổng dinh thự Gemba từ đâu đi ra?
Nhìn thấy không còn ai, nàng liền lẻn vào trong. Gemma vào trong dinh thự của Dorit. Nàng tìm kiếm một vòng xung quanh cũng không thấy Dorit ở đâu. Bỗng nàng thấy một người hầu bê một khay kim cương từ dưới hầm đi lên. Gemma nhận ra đấy là nước mắt của chị mình. Hình như khay kim cương kia chính là nước mắt của chị Dorit. Không lẽ chị ấy đang ở dưới hầm ngục này hay sao? Nàng thận trọng đi xuống, sau đó tìm thấy Dorit đang ngồi trong một phòng giam ẩm thấp. Chị Dorit, là em Gemma đây. Chuyện gì đã xảy ra với chị thế này? Tại sao chị lại bị nhốt ở đây hả? Chị nói cho em biết đi. Dorit nghe tiếng Gemma gọi. Dorit mò mẫm tìm ra nơi phát ra giọng nói. Gemma, là em thật sao? Nhưng sao em lại đến đây được? Nếu để gã chồng của chị phát hiện, em sẽ quỳ mất. Là em đây. Chồng của chị, hắn đang dự tiệc ở hoàng cung rồi. Hắn ta đã làm gì với chị? Ôi, đôi mắt của chị làm sao thế này? 2 năm trước, cha chồng của chị chẳng may gặp bạo bệnh mà qua đời. Sau đó đã để lại cả một cơ ngơi cho chồng của chị. Dorit từ từ thuật lại mọi chuyện. Nhưng chồng của Dorit lại là một kẻ vô dụng bất tài, không lo làm ăn, suốt ngày chỉ ăn chơi chè chén cùng đám bạn. Rồi họ lại rủ rê nhau đi đánh bạc. Chẳng mấy chốc, tài sản trong nhà đã bị hắn bán đi hết. Lúc đầu hắn tỏ ra hối lỗi và muốn làm lại, nay nỉ Dorit khóc để lấy kim cương. Cậu xin nàng hãy cho ta một cơ hội để làm lại từ đầu. Ta hứa sẽ không làm nàng thất vọng nữa đâu. Thôi được, ta sẽ cho chàng một cơ hội nữa vậy. Nhưng sự thật là hắn ta vẫn chứng nào tật nấy. Dorit nhận ra hắn ta chỉ đang lợi dụng mình. Nàng quyết định quay trở về hoàng cung. Ta đã cho chàng rất nhiều cơ hội, nhưng chàng vẫn chứng nào tật nấy, không sửa đổi. Hôm nay ta đợi chàng ở đây là để thông báo cho chàng biết ta không muốn ở đây nữa, ta sẽ trở về hoàng cung. Nàng cho ta xin lỗi, chỉ tại ta không được tài giỏi nên làm ăn thua lỗ. Chỉ lần này nữa thôi, nhất định ta sẽ không làm nàng thất vọng nữa đâu. Sẽ không có cơ hội nào nữa đâu. Bất ngờ hắn ta đổi thái độ, hất ngã Dorit xuống sàn. Ai cho phép người rời khỏi đây? Ta nói cho người biết, ta không thích làm ăn ở đây. Chẳng phải với nước mắt của người, chúng ta tha hồ của kim cương mà sống sung sướng một đời hay sao? Tại sao phải vất vả như vậy chứ? Người đâu, đem cô ta dốt vào ngục cho ta. Chưa có lệnh của ta, không ai được phép gặp nàng ấy. Người thật to gan, phụ nhân của ta mà biết chuyện này nhất định sẽ không tha cho ngươi đâu. Chị đã bị hắn giam ở đây rất lâu rồi. Ngày nào không có kim cương cho hắn, hắn đều không mang cơm xuống. Mắt của chị dị khóc quá nhiều, cho nên đã không còn nhìn thấy gì được nữa. Hắn thật là độc ác mà. Làm cách nào để em có thể cứu chị ra bây giờ? Lát nữa sẽ có 2 tên hầu đem cơm xuống và nhặt kim cương. Họ sẽ có chịu quá. Thế là Gemma nảy ra một ý định. Bây giờ để tránh bị chú ý, chúng ta hãy thay đồ của 2 người hầu này ra rồi đi ra ngoài nha. Gemma dắt Dorit đi lên từ tầng hầm. 2 người cúi thấp để không ai nhận ra. Bỗng tên lính nhận ra gì đó không đúng ở 2 người hầu gái. Hắn lại gần thăm dò. Dorit à, chúng ta phải chạy thôi, nhanh lên. 2 người chạy ra được khỏi sảnh dinh thự. Đừng nhảy nữa, vì mắt Dorit không nhìn thấy đường nên nàng bị vấp ngã. Phía sau họ những người lính sắp đuổi kịp. Đúng lúc Gemma không biết phải làm sao thì nàng nghe thấy tiếng động lớn từ đằng xa. Thì ra lúc nãy, sau khi thoát được truy đuổi của lính canh, chồng của Gemma đã lẻn vào chuồng gia súc của dinh thự. Rồi chàng mở cổng thả hết chúng ra đây. Bầy gia súc hút vào đám lính canh đang đuổi tới. Nhưng cơ hội chồng Gemma cùng nàng đỡ Dorit chạy thoát. Họ lên chiếc xe ngựa đã chuẩn bị sẵn từ trước chạy về hoàng cung. Khi họ đến nơi, chồng Dorit vẫn chưa biết điều gì. Hắn còn đang toan hót nịnh nọt đức vua. Thấy Dorit, người chồng hết sức hoảng sợ. Gemma kể cho đức vua nghe mọi chuyện. Nghe xong câu chuyện, đức vua rất phẫn nộ. Ngươi thật to gan, dám làm ra những chuyện này. Người đâu, lôi hắn vào ngục đợi ngày hành xử. Ngươi thật to gan, dám làm ra chuyện này sao? Người đâu, lôi hắn vào ngục đợi ngày hành xử cho ta. Xin đức vua tha mạng cho thần. Mọi người thần ai cũng xót xa cho đôi mắt của Dorit đã bị mù.
Chị Doris đáng thương của em. Em ước gì có thể giúp đôi mắt của chị sáng lại. Bỗng một tia sáng lóe lên, sau đó một người bước ra từ trong luồng ánh sáng ấy. Đó chính là mẹ tiên đỡ đầu. Ta đã biết hết mọi chuyện và nghe được lời thỉnh cầu của Gemma. Ta sẽ giúp mắt Doris sáng trở lại. Hả? Nếu như hai con chấp nhận đánh đổi khả năng khóc ra kim cương của mình. Con đồng ý à? Chỉ cần đôi mắt của chị con có thể sáng lại thôi. Mẹ tiên bắt đầu vẫy chiếc đũa thần làm phép. Khi ánh sáng tắt, Doris dần dần mở mắt ra. Đức vua hết sức vui mừng và ông cũng đã nhận ra sự sai lầm của mình. Con cũng đã nhìn lại được mọi người rồi. Ta xin lỗi các con. Ta đã quá hồ đồ mà không nhận ra rằng tài sản đáng quý nhất không phải vàng bạc châu báu, đó chính là sức lao động và tình yêu đích thực. Kể từ đó, hai vợ chồng Gemma lại sống hạnh phúc bên nhau trong trang trại của họ. Còn Doris thì ở lại hoàng cung với đức vua. Nàng cũng chẳng còn kiêu kỳ cai nghiệt như trước nữa. Xin công chúa thứ tội ạ. Xin công chúa tha tội. Không sao đâu, người mau đứng lên đi. Ngày xưa ngày xưa, ở vương quốc Norman trù phú, có hai nàng công chúa tên là Elaine và Celinda. Cô chị Elaine thì xinh đẹp tuyệt trần, còn cô em Celinda thì lại không có thế mạnh về nhan sắc. Thế nên mọi sự chú ý trong vương quốc đều đổ dồn về người chị. Không những vậy, Celinda lại là con nuôi của đức vua. Khi còn trẻ, trong một lần đi di hành, ông bắt gặp một cô bé mồ côi, thông minh lanh lợi. Vì thương cho số phận của Celinda và cũng vì cảm mến sự thông minh của cô, nhà vua đã nhận làm con nuôi. Thời gian cứ thế trôi qua, Celinda và cô chị lớn lên trong sự đùm bọc yêu thương của nhà vua. Tuy nhiên, hai người lại thể hiện những tính cách hoàn toàn trái ngược nhau. Celinda thì vùi đầu vào học hành. Nàng tỏ ra là một cô bé cần cù, chăm chỉ, thông minh, luôn biết quan tâm đến người khác. Ngược lại, cô chị Elaine, người con cả của vua, thì suốt ngày ăn chơi lêu lỏng, không thèm để ý đến công việc của đất nước. Nàng kết giao với rất nhiều bạn xấu. Dần dần, nhà vua càng gắn bó hơn với Celinda. Và thậm chí đến năm nàng 18 tuổi, Celinda còn được thiết triệu cùng với nhà vua, cùng nhà vua bàn định những quốc sách của đất nước. Dĩ nhiên, điều này làm đám tham quan và tể tướng vô cùng tức giận. Vì Celinda dù không có cùng huyết thống với nhà vua, nhưng lại thừa hưởng được tính cách quyết đoán của ông. Tể tướng, chúng ta phải nghĩ cách gì đi chứ. Hoàng thượng và công chúa Úc cứ như thế này, chúng ta không còn đường làm ăn mất thôi. Các người cứ yên tâm, ta đã có cách để tống khứ công chúa Úc ra khỏi vương quốc này. Lại nói về tể tướng Madwell, hắn là người có quyền lực nhất vương quốc, chỉ đứng sau nhà vua. Chính vì vậy, Madwell từ trước đến giờ vẫn luôn lộng hành. Hắn dùng quyền lực tuyệt đối của mình để thực hiện các phi vụ mưu quan bán tước. Để củng cố quyền lực của mình, hắn còn làm thân với công chúa Elaine. Hắn luôn tìm mọi cách để kích động công chúa. Thần xin ra mắt công chúa, chẳng hay người đến đây có việc gì cần chỉ bảo. Maxwell, người nói xem, ta thua kém gì Selena mà cha ta lại một mực cưng chiều nó, lại còn cho nó thiết triều cùng nữa. Thật quá đáng mà. Ồ, thưa công chúa, thần thực sự cũng không hiểu. Đáng lẽ người ở vị trí đó phải là công chúa. Người vừa là con ruột của nhà vua, lại còn có phong thái và quyền uy của một người đứng đầu đất nước. Tuy nhiên, thần có một cách để giúp công chúa. Đó là cách gì? Hả? Vậy là tên tể tướng xấu xa đã dụ dỗ được công chúa Elaine, cùng hắn kết hợp để thủ tiêu Celinda. Họ lén trộm gươm báo của nhà vua, sau đó để vào phòng Celinda. Sau khi phát hiện ra thanh gươm báo của mình đã biến mất, nhà vua cho tìm khắp nơi trong cung điện. Cuối cùng, quân lính tìm thấy thanh gươm ở trong phòng Elaine. Nhà vua lập tức nổi trận lôi đình. Hả? Celinda, sao ngươi dám lấy trộm thanh gươm báo? Ta đã hết lòng yêu thương ngươi, tại sao ngươi dám làm vậy hả? Không phải như vậy đâu vua cha, con bị quan mà. Thưa đức vua, thần nhớ ra rồi. Hôm trước khi thần đang bàn chuyện với công chúa Elaine, thì thấy công chúa Celinda vào phòng của người. Chúng thần tưởng rằng công chúa vào phòng người để bàn chuyện, ai mà ngờ. Thưa vua cha, quả đúng là có chuyện như vậy đó. Ngay lập tức, Celinda bị đày ra quan đảo.
Tại sao vua cha lại không tin mình chứ? Ở quan đảo không có lương thực, nàng phải vào rừng tìm lương thực để sống cho qua ngày. Nhờ sự tự lập và thông minh của mình, dần dần Selena cũng làm quen được với cuộc sống nơi đây. Cuộc sống cứ thế bình yên diễn ra. Bỗng một hôm, Selena thấy một con rùa đang bị mắc cạn ở một khe đá. Nó cố hết sức mà không thể nào thoát ra được. Với bản tính tốt bụng, Selena liền lại gần giúp con rùa thoát khỏi khe đá. Con rùa có vẻ như rất cảm kích với hành động của Selena. Nó bò lại gần nàng, sau đó há miệng ra. Trong miệng nó có một hạt giống màu vàng. Nó hướng đầu về phía Selena. Nàng công chúa dường như hiểu những điều mà con rùa muốn làm. Cứ muốn cảm ơn ta bằng cái này sao? Đây là cái gì? Hạt giống hả? Được rồi, cảm ơn ngươi rất nhiều. Ngươi có thể trở về với đại dương rồi. Nhớ là đi cẩn thận, đừng để bị mắc kẹt nữa nha. Ngay sau đó, Selena gieo hạt giống mà chú rùa tặng xuống đất. Nàng rất tò mò về hạt giống này. Không biết là nó sẽ mọc lên loại cây gì nhỉ? Không phải chờ đợi lâu, ngay ngày hôm sau, khi quay trở lại, Selena rất ngạc nhiên khi thấy hạt giống kia đã mọc lên một cái cây khổng lồ cùng với vô số quả vàng ở trên cây. Thật là tuyệt vời. Chưa bao giờ ta được thưởng thức trái cây ngon như thế này. Đúng là tốt thật. Nàng tiếp tục nghĩ cách nhân giống loại trái cây này. Chúng lớn nhanh như thổi. Giá như mà Selena có thể bán được loại quả này thành quả của biết mình. Mấy. Trong đầu cô bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng rất táo bạo. Nghĩ là làm. Selena liền sử dụng gỗ từ các loại cây ở quan đảo để kết thành một chiếc bè, tìm cách quay về đất liền để kinh doanh loại trái cây đặc biệt này. Việc kinh doanh này ngày một phát triển, giống như cây lạ này rất thu hút người mua, gia sản của Selena ngày một tăng. Cứ như thế, chỉ trong vòng một năm, Selena đã đủ khả năng để mua cho mình một vùng đất nhỏ. Từ đó, Selena tự mình kiến tạo nên vương quốc của riêng mình, dân chúng cũng dần dần đổ xô về đây. Nói về nhà vua, sau khi Selena bị đày ra quan đảo, ông cũng đã đến tuổi, không thể cán đáng được công việc quốc gia một mình nữa, đành phải nhờ cậy vào Ellen. Ta không sao, nhưng từ giờ con nên can dự nhiều hơn vào việc triều chính. Người cứ tên ta chỉ con còn đi. Mỗi con thôi, cố gắng lên. Nhưng người như Ellen thì làm sao có thể cán đáng được việc đó? Thậm chí nàng còn cấu kết với tên tể tướng để tham nhũng và nhận tiền đút lót. Không những thế, tên tể tướng thường bơm vào đầu Ellen những nàng ý nghĩ chiếm quyền, lật đổ vua đã quá già để cai quản đất nước rồi sao? Như công chúa thấy, những quyết định của nhà vua đang ngày một thiếu đi sự sáng suốt. Dĩ nhiên ta biết, nhưng cha ta vẫn là vua, ta lại còn là con của người, ta không biết làm gì khác cả. Có gì khó đâu. Chúng thần đều ủng hộ công chúa. Chúng ta chỉ cần yêu cầu đức vua nghỉ ngơi để công chúa điều hành vương quốc thôi ạ. Và dần dần, Ellen cũng thiên về hướng của tên tể tướng gian xảo. Nhà vua cũng không còn cách nào khác. Ông bèn thoái vị trao ngôi vua cho Ellen. Từ hôm đó, một mình Ellen cai quản vương quốc. Nhưng thực ra nàng chỉ là con rối cho tên tể tướng. Vì nàng đâu có biết điều hành, tất cả quyền lực nằm trong tay tên tể tướng. Selena dù đã xa vương quốc rất lâu, nhưng hàng ngày vẫn nhớ về vua cha. Khi đã củng cố vương quốc vững mạnh, nàng bắt đầu cho người đi dò la tin tức về vua cha. Đại tướng, người hãy cho người đi dò la tin tức về vương quốc Norman cho ta. Dạ tuân lệnh nữ hoàng. Chỉ một ngày hôm sau, tin tức tình báo đã được đưa về. Và những tin tức này thực sự đã làm Selena đứng ngồi không yên. Tể tướng với chị Ellen kết hợp để buộc cha thoái vị. Đại tướng, người có dám chắc những thông tin này là chính xác hay không vậy? Thưa nữ hoàng, không thể sai được. Hiện tại công chúa Ellen đang cai quản vương quốc Norman. Thật khó tin, không thể nào nghĩ được chị Ellen lại là người như vậy. Chắc là có quẩn khúc gì đây. Đại tướng, hãy chuẩn bị quân lính, chúng ta sẽ thâm nhập vào Norman. Dân tuân lệnh nữ hoàng. Selena lên kế hoạch giả làm một đoàn lái buôn muốn đưa loại trái cây đặc biệt này vào vương quốc của Maxwell. Biết tính của tên tể tướng, Selena thậm chí đã chi rất nhiều tiền để được đưa đoàn lái buôn vào kinh doanh trong vương quốc. Thưa tể tướng, đây là chút lòng thành của chúng tôi, mong ngài nhận cho và cho phép chúng tôi được kinh doanh loại hoa quả này ở vương quốc Norman. Vâng, cảm ơn ngài rất nhiều. Sau khi đã thành công trong việc đưa người của mình vào trong vương quốc,
Selena bắt đầu lên kế hoạch cho việc lật đổ sức mạnh của tể tướng và Ellen. Hiện tại, nhiệm vụ của mọi người là thâm nhập, len lỏi vào tất cả những nơi trọng yếu nhất trong hệ thống phòng thủ của Norman. Hả? Đây là sơ đồ và hướng dẫn cách thực hiện. Đại tướng nhận lại và chỉ đạo quân lính của mình. Tuân lệnh, nữ quan. Mục tiêu là trong một tuần phải xong. Còn nữa, sau khi thâm nhập, mọi người ở yên đợi lệnh của ta. Khi nào nghe thấy tiếng tù và thì tất cả cùng tiến công. Đã rõ chưa? Rõ thưa nữ quan. Dần dần, người của Selena đã thâm nhập được vào gần hết những vị trí trọng yếu trong vương quốc của Ellen. Người thì làm quan, người thì làm lính gác cổng thành, người thì làm cận vệ trong cung cấm. Sau đó, Selena dựa vào mối quan hệ bằng tiền của mình với Maxwell, xin phép vào cung gặp Ellen. Xin giới thiệu với bệ hạ, đây là Caroline, người lái buôn mà thần đã từng nhắc với người. Tốt lắm Caroline, ta cũng đã có dịp thử loại hoa quả của ngươi, nó rất đặc biệt. Hôm nay ngươi đến gặp ta có chuyện gì chứ? Selena cười một cách bí hiểm, sau đó nàng lột bỏ lớp hóa trang trong sự ngỡ ngàng của cả Maxwell và Ellen. Họ không thể hiểu nổi tại sao Ellen lại có thể trở thành một người lái buôn và đứng trước mặt họ Selena, như vậy. Tại sao em lại ở đây chứ? Đúng, là em đây. Em ở đây để hỏi tại sao chị lại nghe lời của Maxwell và bắt cha thoái chị chứ? Đó không phải là con người thật của chị. Tỉnh lại đi Ellen. Em xin chị hãy tỉnh lại đi. Chị không nên làm như vậy với cha. Ép cha thoái vị. Không, Ellen, vị trí này sớm muộn cũng là của ta. Vua cha cũng đã già rồi. Ta cũng chỉ giúp đỡ cho vua cha làm việc đó sớm hơn mà thôi. Em không có quyền phán xét ta và nói ta ép cha thoái vị. Giúp đỡ? Giúp đỡ để Maxwell tham nhũng, để hắn lộng hành. Nếu cứ như thế này, đất nước này sẽ rơi vào tay của hắn. Tỉnh lại đi Ellen, em xin chị mà. Thật hỗn xược. Xin bệ hạ đừng tin lời ả ta. Nhất định ả ta muốn quay lại cướp ngôi. Người đâu, bắt lấy ả ta. Ngay lập tức, đám quân lính ùa vào bắt lấy Selena giải đi. Ellen, tuy nhiên, hãy mặt nàng không tỏ ra một chút sợ hãi nào hết, hối hận thậm đó. Chí còn mỉm cười. Đúng như ta dự đoán, Ellen đã bị Maxwell kiểm soát, chỉ không thể biết được điều đó. Sau đó, Selena bị nhốt vào ngục tối. Ngồi trong ngục, nàng nhớ lại về cuộc gặp gỡ với Ellen. Bỗng dưng, tiếng khóa cửa vang lên. Đại tướng xuất hiện ngay trước mặt Selena. Nữ quan, đã khiến người vất vả rồi. Không sao đâu, đại tướng. Nó là một trải nghiệm vui vẻ mà. Tiếp tục kế hoạch của mình thôi. Dân, thưa nữ quan. Lại nói về Maxwell. Khi thấy đã khống chế được Selena, hắn nhận ra rằng không còn mối nguy hại nào với hắn nữa. Hắn quyết định lật đổ Ellen. Triều đại của Ellen đã kết thúc. Vương quốc Norman này sẽ thuộc về ta. Ellen thực sự rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Maxwell mang theo cả một đám quân lính vào đại điện. Tể tướng, có chuyện gì mà ngài mang theo nhiều quân lính quá vậy? Không lẽ có kẻ tạo phản hay sao chứ? Cũng không có gì thưa bệ hạ. Chỉ là thần muốn mời bệ hạ thoái vị. Thần sẽ là người tiếp theo cai quản vương quốc này. Bệ hạ cũng đừng nên chống cự, vì quân đội đã trong tay của thần. Nếu không, thần cũng không dám đảm bảo tính mạng cho người đâu. Ngươi vậy là Selena đã nói đúng. Ta đã sai lầm khi tin tưởng một tên phản phúc như ngươi. Phản phúc? Cứ coi là như thế đi. Thì bây giờ cũng không ai có thể cứu ngươi được nữa. Tốt nhất là hãy ngoan ngoãn mà nghe Maxwell lời. Maxwell giật mình quay lại. Hắn không thể tin là Selena có thể thoát khỏi ngục tối. Tại sao chị ta lại phải ngoan ngoãn với ngươi? Sao ngươi, tại sao ngươi? Ngươi ngạc nhiên lắm đúng hay không? Ngày hôm nay, ngươi sẽ phải trả giá cho những gì ngươi đã gây ra cho vương quốc này. Trả giá? Nhưng mà cách nào? Quân đội trong tay ta, thậm chí mạng của chị ngươi còn trong tay ta. Maxwell ơi là Maxwell, ngươi vẫn tin như vậy sao? Đại tướng, hãy triển khai chiến dịch cuối cùng cho ta. Yes. Đại tướng lập tức thổi chiếc tù và bốn người lính phía sau lập tức chỉ mũi giáo về phía Maxwell. Khiến hắn vừa chết sao? Đứng. Tại sao ư? Tất cả quân đội của ngươi đã bị vô hiệu hóa rồi. Và ngươi nên nhớ, quân đội của Norman thì sẽ phải phục vụ cho Norman, chứ không phải là kẻ muốn lật đổ Norman. Ngươi có hiểu chưa? Tên tể tướng ngay lập tức được giải đi. Chỉ còn lại Ellen và Selena ở đó. Sau tất cả những gì đã xảy ra,
Elaine thực sự hối hận vì những gì mình đã làm với người chị em xin của lỗi, mình. Selena, tất cả là tại chị đã tham lam quyền lực mà tin lời tên phản phúc đó. Chị xin lỗi. Hả? Có gì đâu, chúng ta là chị em mà. Chỉ cần từ bây giờ chị cố gắng phấn đấu để phát triển Norman là mọi chuyện sẽ ổn thôi. Có được không? Cảm ơn, cảm ơn em nhiều lắm. Thôi nào, mình cùng đi gặp cha nha. Sau hôm đó, Elaine cũng đã tỉnh ngộ. Nàng cũng đã cố gắng học cách điều hành vương quốc. Vua cha truyền ngôi cho Selinda. Elaine sau thời gian cố gắng cũng đủ năng lực làm tể tướng. Hai người điều hành vương quốc trong thái bình và thịnh trị đến mãi về sau. Ngày xưa, ở một vương quốc nọ, có một ông vua thông minh tài trí và hoàng hậu xinh đẹp hiền lành. Cùng nhau họ cai trị vương quốc trong sự yên bình và thịnh vượng. Tuy nhiên, họ đến với nhau rất lâu mà vẫn chưa có con. Cả hai người đều rất mong muốn có được một người con. Sau rất nhiều năm mong mỏi, cuối cùng hoàng hậu cũng đã hạ sinh được một cô công chúa xinh đẹp tuyệt trần. Nhà vua rất hạnh phúc, ông mở tiệc lớn để ăn mừng. Vua mời tất cả bà con họ hàng và mời tất cả các bà tiên đỡ đầu đến để họ tận tâm chăm sóc, thương yêu con mình. Ở giữa bữa tiệc, tất cả mọi người đều gửi những lời chúc phúc đến công chúa. Công chúa lớn lên nhất định sẽ trở thành người xinh đẹp nhất của vương quốc này. Không những như vậy, nàng sẽ còn là một công chúa tài giỏi, thùy mỹ và nết na. Trong nước bấy giờ có ba bà tiên đỡ đầu nổi tiếng nhất, nhưng do nhà vua có quá nhiều việc nên quên mất. Do đó, một trong số ba bà tiên đỡ đầu đó không được mời. Bất thình lình, bà ta xuất hiện ở bữa tiệc với bộ dạng rất tức giận. Tại sao các ngươi lại dám coi thường ta? Coi ta như người chết rồi hay sao? Ta nguyền rủa các ngươi, nguyền rủa con gái của các ngươi. Đến năm 15 tuổi, công chúa sẽ bị mũi quay sợi đâm rồi lăn ra chết. Và tòa lâu đài này cũng sẽ phải chịu chung một số phận với công chúa. Ta nguyền rủa tất cả các ngươi, hãy nhận lấy những gì đau khổ nhất trên đời này. Tất cả mọi người đều rất bàng hoàng. Hai bà tiên đỡ đầu còn lại cố gắng hết sức để giải trừ lời nguyền đó. Nhưng do lời nguyền quá độc nên hai bà tiên đỡ đầu chỉ có thể làm giảm nhẹ nó. Thưa đức vua, chúng thần đã cố gắng hết sức nhưng mà không thể hóa giải được lời nguyền này. Tuy nhiên, công chúa sẽ không chết mà chỉ ngủ một giấc dài trăm năm. Thậm chí cả vương quốc cũng phải chịu chung số phận. Và phải có một người đàn ông dũng cảm đến đánh thức, trao cho công chúa một nụ hôn của tình yêu đích thực, thì công chúa mới có thể tỉnh giấc được. Chỉ có như vậy mới có thể giúp tất cả người dân của chúng ta và cả công chúa nữa, thưa đức vua. Chung thần chỉ có thể nói như vậy với đức vua thôi à. Nhà vua và hoàng hậu thực sự lo lắng. Họ tìm mọi cách để khiến lời nguyền của bà tiên đỡ đầu thứ ba không thành hiện thực. Để đảm bảo cho sự an toàn của công chúa nhỏ, họ ban lệnh cấm kéo sợi trên toàn vương quốc. Tất cả lời chúc của mọi người đều trở thành hiện thực. Công chúa lớn lên và trở thành một đàn công chúa tài giỏi, xinh đẹp. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Bà tiên đỡ đầu thứ ba đã lên kế hoạch để trả thù. Bà ta bố trí một khung dệt kéo sợi trong một góc bí mật tại cung điện, chờ ngày trả thù. Đến năm công chúa 15 tuổi, điều mà không ai mong muốn cuối cùng cũng đến. Hôm ấy, nhà vua và hoàng hậu phải sang nước láng giềng để dự tiệc. Ngày mai, nước láng giềng có mời chúng ta sang dự tiệc, chắc chúng ta phải sang đó một bữa. Nhưng mà con gái của chúng ta thì sao? Thiếp sợ lời nguyền của bà tiên đỡ đầu kia vẫn còn hiệu lực, sẽ có điều không hay xảy đến với nó. Bữa tiệc này khá là quan trọng, mà chúng ta cũng đã ban lệnh cấm kéo sợi mười mấy năm nay rồi. Chắc không có vấn đề gì đâu, chúng ta sẽ trở lại vào buổi tối mà. Hoàng hậu bèn phải đồng ý, nhưng trong lòng bà vẫn rất lo lắng cho người con gái của mình. Nhà vua và hoàng hậu từ biệt công chúa và lên đường. Công chúa từ bé đến lớn chỉ có thể quanh quẩn ở trong phòng ngủ, phòng ăn và đại điện. Ngoài ra, nàng không được bén mảng tới bất kỳ nơi nào khác. Nay bố mẹ đi vắng, nàng đã có thể thỏa lòng mong ước bấy lâu nay. Nàng tò mò khám phá tất cả các buồng và các phòng trong cung điện, những nơi mà nàng chưa từng đặt chân tới. Sau cùng, nàng tới một chiếc cầu thang. Nàng trèo lên từng bậc thang xoáy trôn ốc chật hẹp và dừng chân trước một chiếc cửa nhỏ. Ổ khóa có cắm một chiếc chìa đã rỉ. Nàng cầm chìa quay thì cửa mở tung ra. Trong buồng có một bà già
đang ngồi chăm chú kéo sợi. Cháu xin chào bà. Bà làm gì vậy? Cháu không biết cái này là cái gì hay sao? Bà đây đang kéo sợi. Công chúa rất ngạc nhiên khi nhìn thấy máy kéo sợi lần đầu tiên trong cuộc đời mình. Và rất nhanh chóng, nàng chú ý đến mũi quay sợi đang đưa đi đưa lại. Ôi, cái gì nhảy nhanh như cắt thế này hả bà? Nàng vừa mới sờ vào xa kéo sợi thì lời chú của bà tiên đỡ đầu thứ ba hiệu nghiệm. Nàng bị mũi quay đâm vào tay, nàng liền ngã ngay xuống và thiếp đi. Cùng lúc, cả cung điện cũng rơi vào một giấc ngủ triền biên. Vua và hoàng hậu vừa về, mới bước chân vào buồng đã nhắm mắt ngủ luôn. Đáng đời các ngươi, lũ phản phúc bội bạc. Sau đó, bà làm phép cho một con rồng lửa đứng canh ở cửa cung điện, không cho ai vào cung điện. Cứ thế năm tháng trôi qua, cung điện của vương quốc, cây cối mọc um tùm, đã biến thành một khu rừng. Một ngày kia, có một hoàng tử tới nước này. Chàng rất ngạc nhiên khi thấy tòa lâu đài cổ kính rêu phong của vương quốc. Chàng liền hỏi một ông lão đi đường về tòa lâu đài bí ẩn này. Ông lão ơi, cho tôi hỏi, tòa lâu đài này của ai vậy? Tòa lâu đài này ở đây rất lâu rồi. Nghe nói là của nhà vua và hoàng hậu thời trước. Trong lâu đài này có nàng công chúa xinh đẹp ngủ triền miên đã được 100 năm. Vua, hoàng hậu và cả triều đình cũng đều ngủ cả. Ngủ sao? Tại sao lại ngủ tận 100 năm? Không ai đánh thức nàng dậy sao chứ? Ta cũng không rõ. Nhưng nghe nói họ bị dính phải lời nguyền nào đó. Trong đó còn có một con rồng rất hung dữ. Theo lời người đời trước kể lại, đã có nhiều hoàng tử tìm cách vào cung điện, nhưng tất cả đều bị con rồng canh cửa đánh lại, thậm chí đã bỏ mạng ở nơi đây. Chàng hoàng tử càng lúc càng thấy tò mò về vương quốc này. Chàng tỏ ra rất quyết tâm tìm hiểu về bí mật của lâu đài này. Thật là thú vị. Ta không sợ, ta phải tới đó để đánh thức nàng công chúa xinh đẹp. Chàng hoàng tử bắt đầu lên kế hoạch. Chàng núp ở một chỗ thật xa để đảm bảo rằng con rồng không nhìn thấy chàng. Sau nhiều thời gian quan sát, chàng nhận thấy rằng cứ đến tầm nửa đêm, con rồng có nhắm mắt ngủ trong vòng 1 giờ đồng hồ. Cơ hội của ta đây rồi. Dĩ nhiên là con rồng phải nghỉ ngơi chứ, làm sao mà canh gác suốt được. Đêm đó, chàng đợi cho con rồng say ngủ, rồi cầm gươm chém chết con rồng. Sau đó, chàng vào trong cung điện để đánh thức công chúa. Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Khi chàng vào trong cung điện, nàng rất ngạc nhiên khi thấy mọi người dường như đều không chào đón sự xuất hiện của chàng. Chàng vừa bước chân vào cửa thì bỗng nhiên có rất nhiều mũi tên từ tứ phía bay về phía chàng. Chàng vội vàng nhảy sang một bên tránh né. Chưa kịp hoàn hồn, bỗng nhiên từ trên đầu một chiếc lồng sắt rơi xuống. Thật nguy hiểm. Không ngờ là bên trong cung điện mà vẫn còn nguy hiểm tới như vậy sao chứ. Chàng hoàng tử tiếp tục đi tiếp. Nhưng lần này chàng đã cẩn trọng hơn trong từng bước đi của mình. Lần này chàng đến một căn phòng đầy rẫy những dây leo chằng chịt trên tường. Chàng vừa bước vào cửa thì những bụi gai mọc lên tua tủa chắn đường đi của chàng. Chàng dùng gươm để chém những bụi cây này, nhưng càng chém chúng càng mọc ra nhiều thêm. Không điên cuồng chém những bụi cây này nữa, chàng hoàng tử bắt đầu trấn tĩnh trở lại. Chàng đứng yên quan sát thật kỹ những bụi cây này. Đây rồi, nó chính là gốc của tất cả những nhánh dây leo này. Ta phải tiêu diệt nó thì mới thoát ra được. Chàng liền cố gắng lại gần gốc cây đó. Dù thân thể chàng đã phải trầy xước rất nhiều vì những bụi gai này đâm vào người, sau bao vất vả chàng cũng thoát khỏi những bụi gai. Chàng nhanh chóng lấy một ngọn đuốc và đốt trụi gốc cây, khiến các bụi gai cháy rụi, không thể phát triển thêm nữa. Cuối cùng, chàng tới trước một căn phòng. Đó chính là căn phòng nơi công chúa đang ngủ. Chàng mở cửa bước vào và bị choáng ngợp bởi sự xinh đẹp của nàng. Chàng ngắm nhìn không rời mắt, rồi cúi xuống hôn nàng. Chàng vừa đụng môi thì công chúa bừng tỉnh. Nàng mở mắt nhìn chàng trìu mến. Ngươi là ai? Tại sao ngươi vào được phòng của ta? Chàng hoàng tử mỉm cười, bình tĩnh kể lại toàn bộ câu chuyện cho nàng công chúa. Nàng công chúa rất ngạc nhiên. Nàng cũng thực sự cảm động trước tấm lòng và sự dũng cảm của chàng hoàng tử. Hai người tiếp tục nói chuyện một lúc, sau đó chắp tay nhau ra ngoài. Nhà vua, rồi hoàng hậu và cả triều đình đều đã tỉnh dậy.
tất cả mọi người đều rất biết ơn hoàng tử. Nhà vua và hoàng hậu rất cảm kích trước người đàn ông dũng cảm, nhân ái và muốn gả công chúa cho hoàng tử. Sau một thời gian tìm hiểu, hai người dần có cảm tình và yêu nhau lúc nào không hay. Lễ cưới của hoàng tử và công chúa được tổ chức linh đình trong cung điện. Hai người sống trọn đời hạnh phúc. Wow, fairy tales.